Trung Quán Luận, một tác phẩm kinh điển của Ngài Long Thọ, đã trở thành viên ngọc quý của Phật giáo Đại Thừa. Đối với nhiều người, đây không chỉ là một cuốn sách chứa đựng những tư tưởng triết học sâu sắc, mà còn là một hướng dẫn thực tiễn giúp họ nhận diện và vượt qua những quan niệm sai lầm về thế giới và con người. Nói cách khác, Trung Quán Luận không đơn thuần là lý thuyết mà còn là phương pháp giúp chúng ta tiếp cận chân lý Phật giáo một cách gần gũi hơn. Bằng cách sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu và phương pháp luận sắc bén, Ngài Long Thọ đã làm sáng tỏ những khái niệm phức tạp và trừu tượng, giúp mọi người không chỉ hiểu rõ hơn về giáo lý mà còn áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày. Một điều đặc biệt ở Trung Quán Luận là khả năng phá bỏ những quan niệm sai lầm mà chúng ta thường mắc phải. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta liên tục đối mặt với vô số quan niệm, từ những ý niệm cá nhân đến những niềm tin xã hội. Nhiều khi, chúng ta không nhận ra rằng một số trong những quan niệm này là không chính xác, thậm chí gây hại cho sự phát triển tâm linh của chúng ta. Trung Quán Luận, với phương pháp luận chặt chẽ và sắc bén, giúp chúng ta nhận diện và loại bỏ những tà kiến này, từ đó dẫn dắt chúng ta đến gần hơn với chân lý thực sự của cuộc sống. Ngài Long Thọ không chỉ phá bỏ các tà kiến mà còn giúp hiển lộ ra chân lý nguyên thủy của Phật giáo, một chân lý mà nhiều khi bị che mờ bởi các quan niệm sai lầm và hiểu lầm. Đây là mục đích cốt lõi của Trung Quán Luận và cũng là lý do tại sao tác phẩm này có sức hút mạnh mẽ và bền vững qua hàng thế kỷ. Một trong những mục tiêu chính của Trung Quán Luận là phá tà kiến. Tà kiến không phải là thứ gì quá xa lạ hay cao siêu, mà đơn giản là những quan niệm sai lầm, lệch lạc mà chúng ta thường mang trong suy nghĩ hàng ngày. Chẳng hạn, trong xã hội hiện đại, nhiều người tin rằng hạnh phúc nằm ở việc sở hữu nhiều tài sản, danh vọng hoặc quyền lực. Quan niệm này, theo Phật giáo, là một tà kiến bởi vì nó gắn kết hạnh phúc của con người vào những yếu tố bên ngoài, dễ thay đổi và không bền vững. Đã có không ít trường hợp những người nổi tiếng, dù có trong tay tất cả những gì mà xã hội coi là hạnh phúc, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy trống rỗng và bất mãn. Phá tà kiến trong Trung Quán Luận không chỉ đơn thuần là bác bỏ những quan niệm sai lầm, mà còn là một quá trình phơi bày những mâu thuẫn nội tại trong các quan niệm đó. Ngài Long Thọ sử dụng phương pháp biện chứng, một kỹ thuật phân tích logic, để khám phá và loại bỏ các mâu thuẫn trong suy nghĩ. Ví dụ, khi nói về ngã, cái tôi, Ngài Long Thọ chỉ ra rằng nếu ngã thực sự tồn tại cố định, nó sẽ không thể thay đổi và do đó không thể tương tác với thế giới xung quanh. Nhưng rõ ràng chúng ta thay đổi và bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh, chứng tỏ rằng cái ngã mà ta thường chấp nhận là không thật sự tồn tại một cách độc lập, cố định. Điều này tương tự với cách mà các nhà khoa học ngày nay sử dụng phương pháp luận để xác định và loại bỏ các giả thuyết sai. Khi một giả thuyết không khớp với dữ liệu thực tế, nó sẽ bị bác bỏ hoặc chỉnh sửa. Trung Quán Luận làm tương tự nhưng trong lĩnh vực tư duy và nhận thức. Chẳng hạn, trong cuộc sống, ta thường chấp nhận những chân lý như mọi thứ phải luôn theo ý mình hoặc người khác phải hành xử theo cách ta muốn. Tuy nhiên, khi suy nghĩ kỹ càng, ta nhận ra rằng những niềm tin này không chỉ không thực tế mà còn gây ra đau khổ khi ta không đạt được điều mình muốn. Phá tà kiến còn giúp ta nhận ra những khuôn mẫu suy nghĩ tiêu cực, những ảo tưởng mà ta tự áp đặt lên mình và thế giới. Điều này giống như việc bạn luôn nghĩ rằng tôi không đủ giỏi, một quan niệm có thể khiến bạn bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc sống. Nhưng nếu bạn áp dụng phương pháp Trung Quán Luận, bạn sẽ phân tích rằng giỏi là một khái niệm tương đối và không có một chuẩn mực cố định nào về sự giỏi. Nhận thức này giúp bạn giải thoát khỏi gánh nặng của những tiêu chuẩn do chính mình đặt ra và sống một cuộc đời tự do hơn, hạnh phúc hơn. Sau khi phá tà kiến, nhiệm vụ tiếp theo của Trung Quán Luận là hiển lộ chân lý. Chân lý, theo Ngài Long Thọ, không phải là một cái gì đó xa vời hay khó nắm bắt, mà ngược lại, rất gần gũi và luôn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, nó thường bị che khuất bởi những lớp lớp quan niệm sai lầm, giống như mặt trời bị mây che. Chân lý này chính là tánh không, một trong những khái niệm trọng tâm của Trung Quán Luận. Tánh không, hay không tánh, là một khái niệm khó hiểu, nhưng có thể hình dung một cách đơn giản như là sự phủ định của tính tự tánh của các pháp. Theo Long Thọ, không có gì tồn tại một cách độc lập, cố định và không thay đổi, mọi thứ đều do nhân duyên hợp lại mà thành. Điều này có nghĩa là mọi sự vật, hiện tượng đều không có một bản chất cố định, và vì vậy, chúng ta không nên chấp trước vào bất kỳ điều gì. Điều này nghe có vẻ lý thuyết, nhưng hãy thử áp dụng nó vào đời sống thực tế. Chẳng hạn, bạn có thể cảm thấy rất buồn bã khi một người bạn không đối xử với bạn như mong đợi. Nếu bạn nghĩ rằng người đó phải luôn luôn tốt với mình,
bạn đang tự đặt ra một quy tắc cố định cho mối quan hệ đó. Tuy nhiên, nếu bạn nhận ra rằng mối quan hệ giữa con người là sự tương tác phức tạp của nhiều yếu tố và luôn thay đổi, bạn sẽ không còn bị ảnh hưởng nhiều bởi hành động của người khác. Bạn hiểu rằng mọi thứ đều biến đổi, và chính sự chấp trước vào điều gì đó cố định mới là nguồn gốc của đau khổ. Một ví dụ khác là khi chúng ta gặp khó khăn trong công việc hoặc cuộc sống. Thường thì chúng ta có xu hướng gán nhãn mọi tình huống là tốt hoặc xấu. Nhưng nếu áp dụng quan điểm của tánh không, chúng ta sẽ thấy rằng mọi sự việc đều không có bản chất cố định, và điều xấu hôm nay có thể trở thành tốt vào ngày mai, tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận và ứng xử với nó. Ngài Long Thọ còn nhấn mạnh rằng việc nhận ra tánh không không phải là để trở nên bi quan hay thụ động, mà ngược lại là để chúng ta có thể sống một cuộc đời tự do hơn, ít bị ràng buộc bởi những quan niệm sai lầm. Khi bạn hiểu rằng mọi thứ đều không cố định, bạn sẽ không còn cảm thấy áp lực phải duy trì một hình ảnh, một mối quan hệ hay một trạng thái nào đó. Bạn sẽ học cách đón nhận sự thay đổi, và điều này dẫn đến sự thanh thản và hạnh phúc. Một trong những điểm độc đáo và quan trọng nhất trong Trung Quán Luận là phương pháp luận mà Ngài Long Thọ sử dụng. Ngài Long Thọ không chỉ đưa ra những quan điểm của mình mà còn sử dụng phương pháp biện chứng để thách thức và phá bỏ những quan điểm sai lầm của người khác. Điều này làm cho Trung Quán Luận trở thành một công cụ sắc bén không chỉ để phân tích và hiểu rõ hơn về Phật giáo mà còn để đối phó với những quan điểm triết học khác. Phương pháp biện chứng mà Ngài Long Thọ sử dụng rất giống với cách mà các nhà triết học phương Tây như Socrates đã làm. Cả hai đều bắt đầu bằng việc đặt câu hỏi và sau đó, thông qua quá trình trao đổi lý luận, họ dần dần bóc tách những mâu thuẫn và sai lầm trong lập luận của đối phương. Tuy nhiên, Ngài Long Thọ không dừng lại ở việc chỉ trích hay bác bỏ những quan điểm khác, Ngài còn sử dụng những mâu thuẫn đó để chỉ ra chân lý ẩn sau chúng. Ví dụ, trong việc phá bỏ tà kiến về ngã, Ngài Long Thọ sử dụng phương pháp biện chứng để chứng minh rằng cái ngã mà chúng ta thường nghĩ là tồn tại độc lập thực chất là một ảo tưởng. Ngài đặt ra câu hỏi, nếu ngã thực sự tồn tại, thì nó phải là cái gì đó không thay đổi và độc lập với mọi thứ khác. Nhưng trong thực tế, cái ngã mà chúng ta nghĩ đến luôn thay đổi và phụ thuộc vào vô số yếu tố bên ngoài, từ hoàn cảnh sống đến những tác động tâm lý. Do đó, cái ngã này không thể tồn tại một cách cố định và độc lập. Phương pháp biện chứng này không chỉ giúp phá bỏ các quan điểm sai lầm mà còn giúp chúng ta nhận ra sự thật. Nó giống như việc bạn sử dụng kính hiển vi để quan sát một mẫu vật, qua từng lớp phân tích, bạn dần dần nhìn thấy bản chất thực sự của vấn đề. Ngài Long Thọ không yêu cầu chúng ta phải tin vào điều gì đó một cách mù quáng, mà khuyến khích chúng ta tự đặt câu hỏi, tự suy ngẫm và tự tìm ra câu trả lời. Trong cuộc sống hàng ngày, phương pháp biện chứng này có thể được áp dụng để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau. Chẳng hạn, khi đối mặt với một quyết định quan trọng, thay vì chỉ dựa vào cảm xúc hay suy nghĩ ban đầu, bạn có thể sử dụng phương pháp này để phân tích tình huống từ nhiều góc độ khác nhau. Bạn có thể tự đặt câu hỏi, nếu tôi làm điều này, hậu quả có thể là gì? Điều này có thực sự phù hợp với giá trị và mục tiêu của tôi không? Qua quá trình phân tích và đánh giá, bạn sẽ tìm ra được quyết định đúng đắn hơn. Tánh không là một trong những khái niệm trọng tâm và cũng là khó hiểu nhất trong Trung Quán Luận. Tuy nhiên, nếu hiểu đúng, nó có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta đối phó với những thách thức trong cuộc sống. Theo Ngài Long Thọ, tánh không không phải là không có gì, mà là sự phủ định của tính tự tánh, tức là không có một bản chất cố định. Mọi sự vật và hiện tượng đều không tồn tại một cách độc lập mà luôn phụ thuộc vào những nhân duyên khác nhau. Ví dụ, một cái cây không thể tồn tại nếu không có đất, nước, ánh sáng mặt trời và không khí. Bản chất của cái cây không nằm ở chính nó mà nằm ở mối quan hệ với những yếu tố xung quanh. Áp dụng vào cuộc sống, khi chúng ta hiểu rằng mọi thứ đều không có bản chất cố định, chúng ta sẽ không còn bị ràng buộc bởi những quan niệm sai lầm và sẽ trở nên linh hoạt hơn trong cách đối phó với cuộc sống. Chẳng hạn, nếu bạn gặp thất bại trong công việc, thay vì nghĩ rằng mình không đủ giỏi, một quan niệm cố định, bạn có thể nhìn nhận thất bại này như là một phần của quá trình học hỏi và phát triển. Bạn sẽ nhận ra rằng sự thành công hay thất bại không phải là bản chất của bạn, mà là kết quả của nhiều yếu tố khác nhau, và do đó, nó có thể thay đổi. Tánh không cũng giúp chúng ta giải quyết vấn đề từ bi và tình yêu thương. Khi hiểu rằng không có sự phân biệt cố định giữa tôi và người khác, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc phát triển lòng từ bi và tình yêu thương đối với tất cả mọi người. Chúng ta không còn cảm thấy cần phải bảo vệ cái ngã của mình một cách quá mức,
và từ đó có thể chia sẻ và quan tâm đến người khác một cách chân thành hơn. Một ví dụ thực tế về việc áp dụng tánh không là trong quan hệ gia đình. Thông thường, chúng ta có xu hướng nghĩ rằng vai trò của mình trong gia đình là cố định, cha mẹ là người hướng dẫn, con cái là người tuân theo. Nhưng khi nhìn qua lăng kính của tánh không, chúng ta sẽ thấy rằng vai trò của mỗi người trong gia đình là phụ thuộc vào mối quan hệ và tình huống cụ thể. Một người cha không chỉ là người hướng dẫn, mà còn có thể học hỏi từ con cái. Ngược lại, con cái không chỉ là người nhận, mà còn có thể đóng góp và ảnh hưởng đến cha mẹ. Sự linh hoạt trong việc nhìn nhận vai trò này giúp gia đình trở nên hòa thuận và hạnh phúc hơn. Phương pháp luận của Ngài Long Thọ, đặc biệt là phương pháp biện chứng, có nhiều điểm tương đồng nhưng cũng khác biệt so với các phương pháp triết học khác. Một trong những so sánh phổ biến nhất là giữa phương pháp biện chứng của Long Thọ và biện chứng pháp của Hegel, một triết gia người Đức nổi tiếng với quan điểm rằng thực tại là quá trình vận động và phát triển thông qua mâu thuẫn. Cả hai đều sử dụng biện chứng pháp để khám phá và vượt qua những mâu thuẫn trong suy nghĩ. Tuy nhiên, nếu như Hegel sử dụng biện chứng pháp để đạt đến sự tổng hợp cao hơn, thì Long Thọ sử dụng nó để phơi bày tính không cố định, không tự tánh của các pháp. Đối với Long Thọ, mục tiêu không phải là đạt đến một chân lý tuyệt đối nào, mà là nhận ra rằng mọi thứ đều phụ thuộc và không có bản chất cố định. So với các trường phái triết học phương Tây, phương pháp luận của Long Thọ có xu hướng thực dụng và linh hoạt hơn. Thay vì tìm kiếm một hệ thống lý luận hoàn chỉnh và không thể bác bỏ, Long Thọ chấp nhận rằng mọi lý luận đều có giới hạn của nó và không nên bị chấp trước vào bất kỳ hệ thống nào. Điều này giúp Trung Quán Luận trở thành một công cụ mạnh mẽ để vượt qua các quan niệm sai lầm và đạt đến sự tự do tư tưởng. Một so sánh khác có thể được thực hiện với duy vật biện chứng, phương pháp luận của chủ nghĩa Marx. Cả hai phương pháp đều nhấn mạnh vào mối quan hệ tương tác giữa các yếu tố và sự thay đổi liên tục của thực tại. Tuy nhiên, trong khi duy vật biện chứng tập trung vào sự phát triển của xã hội và lịch sử, Trung Quán Luận tập trung vào sự giải thoát tâm linh của cá nhân. Sự khác biệt này phản ánh mục tiêu cuối cùng của mỗi phương pháp, một bên là cải tạo thế giới, bên kia là giải thoát tâm linh. Không chỉ là một hệ thống triết học trừu tượng, Trung Quán Luận còn có thể được áp dụng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống hàng ngày. Một trong những ứng dụng quan trọng nhất là trong việc giải quyết xung đột và hiểu lầm. Trong một thế giới đầy cạnh tranh và khác biệt, xung đột là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu áp dụng phương pháp biện chứng của Ngài Long Thọ, chúng ta có thể hiểu rằng xung đột thường xuất phát từ những quan niệm cố định và sai lầm về bản chất của sự việc. Khi nhận ra rằng không có gì tồn tại một cách độc lập và cố định, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc chấp nhận sự khác biệt và tìm kiếm giải pháp hòa bình. Chẳng hạn, trong một cuộc tranh luận về một vấn đề xã hội, thay vì cố chấp giữ lấy quan điểm của mình, bạn có thể thử phân tích xem liệu quan điểm đó có thật sự hợp lý và phù hợp với thực tế không. Bạn cũng có thể thử đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu quan điểm của họ, từ đó tìm ra những điểm chung và giải quyết xung đột một cách hòa bình. Trung Quán Luận cũng có thể giúp chúng ta phát triển lòng từ bi và tình yêu thương. Khi hiểu rằng mọi thứ đều không có bản chất cố định, chúng ta sẽ ít bị ràng buộc bởi những quan niệm cứng nhắc về tôi và người khác. Điều này giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc chia sẻ và quan tâm đến người khác, đồng thời giảm bớt sự ganh ghét và thù hận. Trong công việc, Trung Quán Luận có thể giúp chúng ta giải quyết áp lực và căng thẳng. Thay vì bị ám ảnh bởi sự thành công hoặc thất bại, chúng ta có thể nhận ra rằng cả hai đều không có bản chất cố định và đều có thể thay đổi. Điều này giúp chúng ta giữ được tâm lý ổn định và không bị cuốn vào những lo âu không cần thiết. Cuối cùng, Trung Quán Luận còn có thể giúp chúng ta đạt đến sự thanh thản và hạnh phúc trong cuộc sống. Khi hiểu rằng mọi thứ đều không có bản chất cố định, chúng ta sẽ không còn cảm thấy cần phải kiểm soát mọi thứ xung quanh. Thay vào đó, chúng ta có thể chấp nhận sự thay đổi và không chắc chắn như một phần tự nhiên của cuộc sống, từ đó đạt đến sự thanh thản và bình an trong tâm hồn. Trung Quán Luận của Ngài Long Thọ là một tác phẩm vô cùng quan trọng và có giá trị trong lịch sử triết học Phật giáo. Qua việc phá bỏ những quan niệm sai lầm và hiển lộ chân lý, Ngài Long Thọ đã giúp chúng ta nhận ra bản chất thực sự của sự vật và hiện tượng, từ đó giải thoát khỏi những ràng buộc tâm lý và đạt đến sự tự do tư tưởng. Phương pháp luận của Ngài Long Thọ, đặc biệt là phương pháp biện chứng, không chỉ có giá trị trong việc phân tích và hiểu biết triết học, mà còn có thể được áp dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày. Bằng cách sử dụng phương pháp này, chúng ta có thể giải quyết xung đột, phát triển lòng từ bi,
giảm bớt áp lực và căng thẳng, và cuối cùng là đạt đến sự thanh thản và hạnh phúc trong cuộc sống. Tuy Trung Quán Luận là một tác phẩm triết học khó hiểu và thâm sâu, nhưng khi được áp dụng đúng cách, nó có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta đối phó với những thách thức trong cuộc sống hàng ngày. Trong một thế giới đầy biến động và không chắc chắn, Trung Quán Luận mang đến cho chúng ta một cách tiếp cận linh hoạt và thực dụng, giúp chúng ta giữ vững tâm hồn và đạt đến sự bình an và hạnh phúc.